Đồ anh em nhé, này Lưu La Tép lại giới thiệu anh em những cái mẫu 500 này chúng tôi giới thiệu cho anh em rất là nhiều rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu lại nhé, cái loa tép chúng tôi có cái đặc biệt một cái dòng loa tép thủ công chống cháy 100%, 500 nghìn một đôi, đánh âm ly 4 sò đến cục đẩy 40 sò được hết nhá. Đấy, âm ly này nó có mang một cái chất âm rất là đặc biệt. Đấy, nó mang gắn thì gắn theo cái thương hiệu của chúng tôi. Đấy, có mà cái chất âm rất là quyến rũ, có cái gì đó rất khác biệt đây. Đấy, và cái đặc biệt nữa là loa tép này nó có thể là phân tích được là bộ dàn như các bạn có lỗi giải tần hay không đấy nhá. Đây là 500.000 một đôi, tất cả các mẫu loa tép chúng tôi nó đều có thể là một cái đặc biệt nhất đấy, đó là nó phát hiện ra lỗi giải tần từ vang nâng đấy. Cái bóng đèn này nhá, trong quá trình sử dụng bóng đèn này không được phép sáng thì mới gọi là ok. Cái bóng đèn này nó mà sáng đấy, thì là đã bị lỗi giải tần đấy, từ vang nâng và âm ly đấy, là mạch nói chung là ở mạch chỉnh bát tép nhá. Đấy, bóng đèn này nó sáng là bị dày âm tép từ mạch cân chỉnh đấy. Bóng đèn này không được phép sáng thì mới gọi là âm ly chuẩn, vang chuẩn giải tần, là giải tần zin của tép đấy. Bóng đèn này nó mà sáng là bị giải tần thấp và sẽ bị dày âm tép từ mạch cân chỉnh anh em nhá. Đấy, 500.000 một đôi, chống cháy 100%. Chất âm mình test cho anh em rất là nhiều rồi. Mỗi một hôm mình lại vào kỹ thuật là mình đã tăng cường kỹ thuật cho anh em. Đấy, loa tép này là đây, thay thế cho cái loa tép theo loa của các bạn. Đấy. Anh em mà hay bị cháy liên tục hay karaoke hay bị cháy thì không cần vác loa đi sửa nữa. Chỉ cần một đôi đặt nóc là ok. Đấy, 500.000 một đôi, bao ship toàn quốc. Thì nó phát cách đấu thì như sau. Đấy, anh em hãy đấu như này. Đây, đấu vào đít loa nhá. Đấy, đít loa này. Đấy, hoặc là đít âm ly. Đít âm ly cũng được mà đít loa cũng được. Đấy, nó chung với nhau một dây điện nên anh em đấu đầu nào cũng được, đầu bên này cũng được mà đầu bên kia cũng được. Đấy, đặc biệt là loa tép nó không ăn công suất. Đấy, chúng ta có thể câu 2 3 đôi trên cùng một âm ly hoặc trên cùng một cục đẩy là được bình thường. Đấy. Như cái đôi qua này chẳng hạn nó có 4 quả tép đấy, vị trí nó tép nó không ảnh hưởng gì đến công suất nên là chúng ta có thể câu thoải mái, câu 2-3 đôi là bình thường. Đấy, đôi lúc nãy kia là giới thiệu cho anh em là 500.000 một đôi, giá này chúng tôi là bao ship rồi. Đấy, cái số điện thoại Zalo của mình đây 0973 533 269. Cũng khuya rồi nhưng mà mình phải tăng cường kỹ thuật cho anh em đấy nha. Đấy, đây là một đôi 500, đấy, chúng tôi sản xuất rất là nhiều mẫu này thì giá tiền nó rất bình dân, 500.000 một đôi là nó bao ship rồi. Vậy anh em chỉ dùng thôi, cái giá này là chúng tôi bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy, đánh cho bát 20, bát 25 được hết. Đấy, ok nhá. Đấy, loa này có thể là phát hiện ra cái lỗi giải tần của các bạn. Đấy, những bóng đèn không được phép sáng thì gọi là âm ly chuẩn, vang chuẩn nhá. Đấy, nâng lọc gì đó. Rất nhiều anh em phối ghép rất là lung côm nên mong anh em có thể phối ghép thế nào để cho đúng cái giải tép zin của nó. Đấy nhá. Bóng đèn này nó bị sáng, nó mà bị sáng á, là tép nó vẫn chạy nhưng không phải giải tép chuẩn. Đấy, đặc biệt là như vậy. Đấy, ok nhá. Tạm biệt anh em.